chuyện cười quân đội quân đội liên xô viên trung tá nọ có thói quen hàng tháng lĩnh lương thường không đưa tất cả cho vợ mà giữ lại một phần để tiêu riêng thấy lương trung tá của chồng hơi ít bà vợ thắc mắc thì được anh ta trả lời rằng chả là thế này hồi chiến tranh vệ quốc vĩ đại anh vô ý bắn rơi một máy bay của quân ta nên bây giờ bị nhà nước phạt bằng cách trừ vào lương hàng tháng cho đến khi nào đủ số tiền mua một chiếc máy bay mới đền cho quân đội thì mới thôi bà vợ không tin liền tìm đến gặp đại tá chỉ huy trưởng đơn vị của chồng để hỏi cho ra nhẽ sau khi nghe câu chuyện ông đại tá mỉm cười với vẻ thông cảm và bảo ông nhà thế là còn may đấy như tôi đây mới thật là khốn khổ hồi đó chẳng biết thế nào tôi lại vô ý đánh đắm một chiếc tàu ngầm nguyên tử của quân ta, nên bây giờ hàng tháng bị trừ số tiền còn lớn hơn ông nhà nhiều. Khối NATO sau đợt huấn luyện, tân binh được phân về các đơn vị theo nguyện vọng. Viên sĩ quan chỉ huy hỏi một người lính trẻ, "Anh muốn làm gì?" "Tôi muốn làm công binh ạ." À. "Tốt anh sẽ về đại đội công binh số 2. Rồi quay sang hỏi người lính thứ hai. Còn anh, anh muốn làm gì? Dạ tôi muốn làm đại tướng tổng chỉ huy quân đội khối NATO. Viên sĩ quan trợn mắt hỏi. Anh có điên không đấy? Người lính thật thả hỏi lại. Dạ thưa ngài, vậy muốn làm tổng chỉ huy khối NATO thì tiêu chuẩn đầu tiên phải là một người điên đúng không ạ? À? quân đội hoa kỳ nghe tin thiếu tướng sư trưởng sắp đến kiểm tra đơn vị viên đại úy đại đội trưởng lo lắng chạy đến các đơn vị bạn để thăm dò tình hình khi trở về anh ta tập hợp cả đơn vị và vui vẻ nói tôi đã hỏi kỹ rồi ông tướng này có thói quen bao giờ cũng chỉ hỏi đúng ba câu như sau súng nặng bao nhiêu đạn nặng bao nhiêu súng và đạn thứ nào cần bảo quản tốt hơn các anh hãy nhớ kỹ lời tôi giản đây. Với câu thứ nhất trả lời là 2 kg, câu thứ hai trả lời là 30 g, câu thứ ba trả lời cả hai, rõ chưa? Sáng hôm sau, cả đại đội xếp hàng hồi hộp chờ đón thiếu tướng. Sau khi nghe đại đội trưởng báo cáo tóm tắt tình hình đơn vị, viên thiếu tướng mỉm cười, có vẻ hài lòng bước tới trước một anh lính trẻ. Ông hỏi, Đạn nặng bao nhiêu? Anh lính nhớ lời đại đội trưởng dặn chiều qua rằng câu thứ nhất phải trả lời là nên dõng giả đáp. Dạ, 2 kg ạ. Ông tướng cao mặt hỏi tiếp. Thế súng nặng bao nhiêu? Dạ, 30 gam ạ. Bực quá, ông tướng quát lên. Vậy tai tôi điếc nên nghe nhầm hay anh điên hả? Dạ cả hai ạ. À. Chuyện về loài tôm Long Vương muốn kén rể Hỏi ý kiến của quan tể tướng Quan tể tướng bẩm Chúng ta thuộc thủy tộc Nên chắc chắn phải chọn đồng loại Thần thấy loài cá tham ăn thế nào Cũng có ngày bị câu Chèo mõm Ba ba Rùa thì là loài nhát gan Đụng chuyện thì co đầu rồi cổ Chỉ có loài tôm là thích hợp thôi Tôm có nhiều ưu điểm một là lưng nó cong lên, chui luồn cửa nào cũng được. Hai, nó đội được cứt trên đầu, thì nó sẵn sàng đội bất cứ thứ gì. Cá chép tổ chức tiệc mừng vì sắp tới kỳ vượt vũ môn. Vì còn thiếu vài thứ phải đi mua, sai con ở nhà tiếp khách, sắp xếp chỗ ngồi, khi về thấy các quan viên lóc chê mè chấm, đều ngồi ở chiếu dưới, mà tôm thì ngồi tót trên cao. Chép cha hỏi, sao lại sắp xếp như vậy? Chép con mới thưa rằng, dạ con thấy lão ấy dâu nhiều và dài vậy, chắc là lớn tuổi, nên con mới xếp ngồi trên. Chép cha mắng, mải ngu quá, dâu thì dâu, nhưng đầu nó có kết. Vừa về đến nhà, tôi hùng hổ lao ngay về phía chậu rửa bát đang tơ hơ trên bếp. Vợ tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy ra ôm chặt lấy tôi khóc nức nở nói. Đừng mà anh ơi, em xin anh đấy, anh thương em, thương lấy con còn nhỏ, anh đừng để cho con nó nhìn thấy, anh đừng rửa bát nữa mà. Tôi mặt đỏ tía tai hét lên, cô buông ra, cô cứ để tôi rửa bát như một người đàn ông chân chính nhân văn đi vợ tôi ôm chặt lấy tôi gần như khủy xuống, hét lên trong nước nở. Em không buông. Anh phải nói không với rửa bát thì em mới buông cơ. Tôi buông thõng tay thở dài. Thật đáng buồn. Chả lẽ từ nay tôi không được rửa bát nữa à? Rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Có một con chuột đã nuốt một viên kim cương và chủ nhà thuê một người đàn ông đến diệt chuột để lấy lại viên kim cương ấy. Khi người đàn ông đến để diệt chuột, ông đã thấy có hơn một nghìn con chuột xếp chồng lên và riêng một con thì ngồi cách xa góc xó. Ông phát hiện và xử con chuột đó. Chủ nhân hỏi, sao mà anh có thể biết là con đó đã nuốt đi cục kim cương của tôi? à đơn giản bởi vì những con chuột thường rất ngu mới giàu có một tí xíu nó đã không bao giờ ngồi chung với đám bạn chuột cùng thời đói rách kia <laughs> cá vàng ngồi buồn chẳng biết làm gì bèn vác cần câu ra bờ sông ngồi câu cả buổi chẳng câu được con cá nào ngồi ngáp dài ngáp ngắn mái cũng chán. Định thu cần về nhà xem tivi. Bỗng thấy cái phao động đợi bèn lôi lên. Được một con cá chép màu vàng chóe. Mừng quá. Con này bán nhà hàng chắc cũng cả triệu đấy. Gỡ cá bỏ vào xô. Định xách về. Thì cá ngoi lên bảo. Em là cá vàng. Anh thả em ra. Anh muốn gì? Em sẽ thực hiện cho nhưng một thứ thôi. Đứng ngẩn ngờ suy nghĩ một chút, chưa biết ước điều gì, thì cá vàng bảo, như hôm qua, có chị cũng bắt được em. Chị ấy ước được 3 triệu đô la Mỹ đấy. Hiểu rồi, tỉnh hẳn cả người. Bèn bảo với cá vàng rằng, cho anh cái địa chỉ nhanh lên. Bạn tôi 52 tuổi, mãi mà chưa lấy được vợ. Do hắn cứ gặp phụ nữ là lắp ba lắp bắp. Rồi nói A thành B, C thành D, các cô bỏ chạy hết, chứ không duyên dáng dẻo mò như tôi. Anh em mai mối mãi. Có cô Trang là cô gái 31 tuổi, mới gật đầu hẹn hò, ai cũng mừng cho bạn. Vậy mà sáng nay hắn ủ rũ ra cà phê nói, thua rồi mấy ông ơi. Hỏi lý do thì hắn kể, Nói chuyện cũng hợp, chàng có vẻ thích hắn nên chốt luôn. Anh muốn tiến tới chuyện tình dục với chàng. Tôi bực quá, quát, trời ơi sao lại nói thế? Có muốn cũng phải từ từ chứ. Hắn liền thanh minh thì tao hồi hộp quá nên nói nhầm, tình cảm thành tình dục. Chàng đứng dậy bỏ về, còn nhắn tin, tao cũng không ngờ tao là người như vậy đấy. mò cỏ sơi. Nhà trường tổ chức một cuộc thi kể chuyện về người mà em yêu quý. Tèo được cô giáo chủ nhiệm chọn làm thí sinh đại diện cho lớp để đi thi. Để giúp con tham gia đạt kết quả tốt, bố Tèo thức cả đêm mới bịa ra được câu chuyện cảm động về cô giáo chủ nhiệm trẻ đẹp để Tèo học thuộc lòng. Hôm sau Tèo đi thi, Tèo được bố dùng xe máy chở đến trường và tất nhiên Ông ngồi hàng ghế đầu trong hội trường, phải thừa nhận Tèo kể chuyện mà biểu cảm không khác gì một MC chuyên nghiệp, nên câu chuyện của Tèo kể xong, cả hội trường đứng bật dậy, vỗ tay như sấm. Cô giáo chủ nhiệm xúc động quá, vội vàng lên sân khấu ôm Tèo vào lòng, chứng kiến giây phút cảm động và hiếm hoi của cậu con trai, nuốt khan vội nước miếng, bố của Tèo hấp tấp đứng bật dậy mắt nhìn chân chân lên sân khấu bất ngờ giơ tay và nói lớn: cô giáo ơi, chuyện đó do tôi sáng tác đó cô. hậu sinh khả quý, một cậu bé đang chơi bóng lỡ chân đá vỡ kính cửa sổ của một nhà kia. bà chủ nhà chạy ra giữ chặt lấy quả bóng và quát thằng bé: mày mà không sửa lại cửa kính cho bà thì đừng hòng lấy bóng về nhá một lát sau cậu bé gõ cửa dạ bố cháu đến sửa ngay ạ à? quả nhiên có một người đàn ông đem theo hộp đồ nghề đang đi tới bà ta bèn cho thằng bé cầm lấy quả bóng rồi đi về người đàn ông sửa xong thì nói xin bà cho tôi 50.000 tiền công bà chủ nhà ngạc nhiên kêu lên ơ ờ, thế ông không phải là bố thằng bé đó sao Người đàn ông cũng trợn tròn mắt hỏi: "Thế bà không phải là mẹ nó à?" Thư gửi mẹ vợ. Thưa mẹ, trước hết con xin ngỏ lời cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và dày công nuôi nấng đàng đẵng hai mươi mấy năm trời con gái của mẹ, để rồi sau đó ưng thuận gả cho chàng rể hiền lành là con đây. Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc dấm dứt khiến phấn son nhè nhẹ thiết quả y chang với câu thành ngữ khóc như thiếu nữ ngày vô quy khiến nhiều người đưa dâu cũng mồi lòng dưng dưng ngấn lệ ăn theo thời gian đầu sau khi mới về nhà chồng vợ con ra về mèo nhỏ nhu mì ngây thơ tựa như con nai vàng ngơ ngác nhưng má ơi niềm vui hạnh phúc ấy chưa tẩy gang thì bão đã ập tới để rồi cái vụ rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang con mẹ đâu có biết rằng con mèo nhỏ giờ đây đã đột biến gen thành con gấu mẹ vĩ đại con nai vàng ngơ ngác ngày nào đã không còn nữa mà hiện hình thành sư tử hà đông cực kỳ đáng sợ lúc nhỏ mẹ đẻ của con Giải rằng phải luôn thành thật với mọi người con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn khôn. Nhưng mẹ vợ ơi, sau cưới vợ rồi, con không thể thực hành lời ấy được nữa. Vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận sự thật mất lòng. Lần gần đây nhất, vợ con hỏi ý kiến về bộ đồ mới mua về. Con dài mồm dài miệng nhận xét, trông không hợp với dáng em, màu sắc cũng quá lẻ lẹt. Ngay lập tức nhận được ánh mắt ngang hình viên đạn, lờ cùng với lời đáp trả, đúng là người không có óc thẩm mỹ. Những khi muốn mua bất cứ món đồ gì, con cũng chỉ dám nói một nửa giá mà thôi. Nếu không muốn bị chê, khôn nhà giải trợ. Do vậy, để thần khẩu không hại xác phàm, con phải thường xuyên nói dối. Tiếng là chủ hộ, nhưng thực tế chớ trêu là toàn quyền quyết định lại nằm trong tay vợ con má à. Tiền lương mang về không được thiếu bổ xu đi đâu ngoài giờ làm phải báo cáo đến nơi nơi đến và giờ về đi nhậu thì cấm không được say điện thoại lúc nào cũng phải mở để nhận chỉ đạo từ xa nhà thơ họ đỗ đã khẳng định quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi hình như ông ấy hơi bị lầm rồi vì hiện tại con có tới ba bà mẹ lần một là mẹ đẻ hai là mẹ vợ, ba là vợ mẹ. Với mẹ và mẹ đẻ của con thì con có nói sai sót cũng không bị chấp trách. Nhưng với bà vợ mẹ chỉ cần trái ý, lỡ lời là xem như xong phim, không bầm dập mới là chuyện lạ. Tóm lại, con viết thư này nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, ý kiến tư vấn từ nơi mẹ mẹ có cách nào để hạn chế bớt sự tăng trưởng quá nhanh của vợ con không? Có giải pháp gì để hoàn nguyên cô vợ nhu mì như thủa mới về nhà chồng không? Rất mong mẹ kịp thời đưa ra giải pháp, nếu không dề của mẹ khó sống sót qua hết con trăng này. Số 5 kỳ diệu có một anh chàng mê chơi cá ngựa, thường hay bị thua. Một hôm anh ta nằm mơ thấy có năm con ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng, thì thấy có năm chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh quần, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả năm vị khách, kể cả anh ta. Anh ta nghĩ bụng, tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời ban cho mình con số năm may mắn đây ăn xong anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông lung về con số năm chợt anh ta lại trông thấy một cậu bé cầm năm que kem đang đứng bên đường được rồi lần này đúng là trời phụ hộ anh ta nhất là nhất định con ngựa số năm sẽ chiến thắng anh ta quyết định về gom hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5. Rồi ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười một mình. Phen này, thắng lớn đây. Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ năm. Vũ điệu vô thường chồng thì nhảy điệu vũ phu, vợ điệu vũ trụ gần khu vũ trường. Hồi kết hai đứa bị thương, vợ chồng đành phải lên giường bông băng, tội nghiệp cho gã vũ công, kêu xe cấp cứu vì không ổn rồi. Vũ phu con mắt đã lòi, vũ phụ sườn cũng đã tròi xương ra, tăng gô cho đến rumba, sau anh lại nhảy điệu là vũ phu, còn em thì thích xì lô vì quá bức xúc em vô điệu này. Cuối cùng một đứa gãy tay, đứa kia lòi mắt mới hay vô thường. Đêm thì hai đứa một giường, ngày thì nhảy điệu vô thường mới vui. Xưa kia anh nói yêu tôi, giờ thì nhảy điệu than ôi là buồn. Buồn thì hai đứa diễn tuồng, vui thì hai đứa ở chuồng thâu đêm. Lúc vui thì gọi anh em, lúc buồn tao sẽ, sẽ banh xác mày. Lời bình vô thường vũ điệu là đây. Đứa thì lòi mắt, đứa tay gãy lìa. Đường yêu hai đứa đi về, đường thù hai đứa não nề thương đau. Ngày xưa lúc chưa lấy nhau, mật ngọt anh rót những câu ngọt ngào. Bây giờ gông đã tròng vào, mặt đắng anh cố nhét vào miệng tôi. 108 tư thế. Theo hắn kể, có lần cô bồ của hắn nhắn tin, anh ơi, chồng em đi vắng rồi, anh đến đi, chúng mình sẽ làm một trận hừng hực như núi lửa tuôn trào nhé. Hắn cười hi hí rồi xách xe kéo pháo đi liền. Hắn cũng không quên mang tặng nàng cuốn sách có tựa đề 108 tư thế. Hắn chưa kịp đọc cuốn sách này, nhưng cô bán sách nói là có 36 tư thế thiên cang và 72 tư thế địa sát. Trời mùa đông mưa phùn nhẹ nhẹ, rét êm êm. Nàng vừa tắm xong, nằm nghiêng nghiêng cho giáo nước. Hắn đến, hai bên lao vào nhau như trận trọi châu đổ sơn. Hắn hùng hục như châu húc mà. Mồ hôi thì toát ra, thở phì phò, thì có tiếng lạch cạch mở cửa. Lúc này, Cô nàng mặt cắt không còn giọt máu, miệng thì lắp ba lắp bắp. Anh ơi, chồng em, chồng em về. Ngay lập tức, hắn phóng ra ban công. Còn thằng chồng thì lồng lộn lục tìm khắp nơi, kể cả ngoài ban công mà không thấy hắn. May mắn thế chứ lại. Hắn đu người xuống dưới, trong khi vẫn trần truồng như nhộng Có một vấn đề là đu lâu như thế sẽ không ổn vì mỏi tay bởi hắn nặng ngót trăm ký hắn nghĩ cần phải làm cho nhẹ bớt đi cân nào thì hay cân đấy một ý tưởng thiên tài và độc đáo chợt lóe lên trong đầu hắn phải ị thôi và hắn mắm môi mắm lợi dặn lấy dặn để cuối cùng hắn cũng phang một bãi có dễ đến hơn một ký chứ không ít đâu quả nhiên hắn thấy thoải mái hẳn lên đang sung sướng vì vừa tìm được cách thoát hiểm thì hắn thấy một bàn tay vỗ vào vai mình và một giọng nói cất lên anh ơi dậy đi sao lại ỉa ra chăn đệm thế này kinh tởm quá đi thôi thì ra đó là vợ hắn mồ hôi hắn toát ra như tắm hắn thấy mình vẫn may mắn chán vì đó chỉ là một giấc mơ trồn tha thấy anh công việc sớm khuya Việc công nhanh nhẹn việc kia lơ là Tối qua em thịt con gà Rượu dâm Hàn Quốc mang ra anh xài Nhìn anh ăn uống no say Mừng thầm em nghĩ đêm nay ra trò Ai ngờ anh ngáy khò khò Một giấc đến sáng rồi bò dậy luôn Em chẳng biết nói gì hơn Coi như gà ấy bị trồn nó tha Đêm tân hôn lần đầu quan hệ vợ chồng xong, nằm trong bóng tối vợ thở dài khẽ khàng nói với chồng. Rồi chúng mình sẽ sống ra sao? Thu nhập của anh nhỏ bé, mà cái này cũng bé nhỏ. Có một chàng trai đã có vợ, nghịch ngợm, viết thư với ý định trọng phá ông già Noel. Cháu muốn ngay đêm nay Ông tặng cháu một cô của bạn gái. Ông mang đến cho cháu nhé. Ông giả Noel viết thư trả lời và bỏ thư đó vào thùng thư trước cửa nhà cậu thanh niên nọ. Nội dung bức thư như sau. Ta không thể đưa cô ấy đến được vì sợ vợ của con làm phiền cô ấy. Nên ta đành để cô ấy tại nhà nghỉ số 1102 phố X. Con hãy đến đó với cô ấy nhé. Khổ nỗi. Lúc 12 giờ đêm lễ Giáng sinh, vợ anh ta lại mở hộp thư gia đình và nhận được bức thư ngò này. Bộ nhớ, một kỹ sư công nghệ thông tin đến bệnh viện khám. Bác sĩ hỏi, anh khám cái gì đây? Dạ, đầu em có vấn đề ạ. Thế biểu hiện như thế nào? dạ cả ngày hôm qua em ngồi mãi mà không nhớ ra được là em quen vợ em như thế nào rồi tại sao lại cưới cô ấy bác sĩ tròn mắt cái này thì khó đây anh muốn tôi phải làm sao dạ em nghĩ là em mất quyền admin của hệ điều hành rồi nên không truy xuất được một số vùng dữ liệu bác sĩ có thuốc gì uống để chỉnh lại không bác sĩ nhìn anh it rồi lắc đầu bảo theo tôi có một số file dữ liệu mà xóa được thì càng tốt. Đỡ băn khoăn suy nghĩ cho nhẹ người. Tôi nghĩ cái đó đáng mừng cho anh đấy. Không cần phải chữa đâu. <laughs> Bầu đại ca, trước tình hình hỗn loạn hiện nay, cần phải có một nước đủ uy tín để lãnh đạo thế giới vì thế thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp bất thường để bầu đại ca thế giới đại diện nước anh phát biểu trước tôi cho rằng mỹ xứng đáng nhất vì kinh tế và quân sự của mỹ là số một vừa dứt lời đại diện của trung quốc bác bỏ ngay và tuyên bố nước nga xứng đáng hơn vì họ đã chiến thắng phát xít đức ý nhật đem lại hòa bình cho thế giới nghe vậy đại diện nước nga trầm ngâm một lúc rồi dõng dạc bảo tôi nghĩ việt nam mới xứng đáng nhất vì họ đã từng đánh bại ba trong năm nước có mặt ở đây đấy gần đây họ còn chiến thắng cả con virus corona vũ hán trong khi con virus mắc dịch này đánh cho trung quốc mỹ pháp anh và cả thế giới tan tác mà vẫn không làm gì được việt nam thành tích của việt nam thật là đáng nể nghe đến đây các đại diện mỹ pháp trung quốc tái mặt không khí cuộc họp bỗng dưng căng thẳng hơn bình thường một lúc sau lấy lại bình tĩnh đại diện mỹ đáp tôi chỉ thua họ duy nhất một lần thôi đại diện pháp tiếp lời tôi cũng chỉ không thắng họ hai lần thôi lúc này đại diện trung quốc có vẻ ổ rũ rồi thì thào tôi xin được hoãn cuộc họp trong khi cả hội trường ngơ ngác đại diện trung quốc lại nói tiếp tôi xin hoãn để về xem lại lịch sử vì tôi không nhớ hết đã thất bại trước họ bao nhiêu lần nữa Hi hi. Một giờ sau, nghị quyết được thông qua, Việt Nam chính thức được bầu làm đại ca của thế giới. Đảng trí, nhà bác học Nobert Wiener, cha đẻ của ngành điều khiển học, nổi tiếng về tính hay quên cực độ. Khi gia đình ông chuyển đến một căn hộ mới, vợ ông nhét một mảnh giấy vào ví của ông, ghi trên đó địa chỉ mới của họ, vì bà rất hiểu rằng nếu không thì ông chồng sẽ không thể tìm được đường về nhà tuy nhiên ngay ngày đầu tiên khi ông nảy ra một ý tưởng tuyệt vời khác ở nơi làm việc ông thò tay vào ví lấy ra một mảnh giấy có địa chỉ viết vài công thức ở mặt sau nhưng sau đó nhận ra rằng ý tưởng đó sai và ném tờ giấy đó vào thùng rác buổi tối như không có chuyện gì xảy ra ông lại đi về địa chỉ cũ khi phát hiện ra ngôi nhà cũ không còn ai sống ở đó nữa. Lục tìm trong ví không thấy địa chỉ đâu cả. Ông đi ra ngoài đường với tâm trạng hoàn toàn bối rối. Đột nhiên ông nhìn thấy một cô gái đứng gần đó, bèn bước tới và hỏi. Xin lỗi cô, tôi muốn hỏi thăm một chút. Tôi là giáo sư Winner và gia đình tôi sống trong một trong cái nhà kia. Nhưng bây giờ không thấy ai sống trong đó nữa. Cô có biết gia đình tôi đã chuyển đến chỗ nào không? Cô gái lắng nghe ông rất chăm chú rồi bảo Mẹ biết chắc chắn là bố sẽ quên địa chỉ nên bắt con ra chờ ở đây để đưa bố về đấy. <laughs> chó giống Ông bà thương nhau lắm chẳng mấy khi to tiếng với nhau. Hôm qua chỉ là chuyện con chó mà hai ông bà lại xảy ra chiến tranh lại. Bà quý chó lắm. Bà nuôi hai con cái sáng nào bà cũng dẫn chúng ra công viên để đi dạo. Thỉnh thoảng còn chụp ảnh, đưa lên Facebook nữa. Đã đến lúc chúng đòi đi tơ, bà dẫn chúng sang nhà cậu Mít để lấy được. Lúc đi, bà mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa ông thọ và sột soạt mở két. Lúc về, hai con chó như kiểu được phá trinh, sướng dơn. Cứ thấy hai mắt sáng rực, lưỡi lẻ ra, đuôi vẫy rối rít. Bà khoe với ông cậu được béo đẹp lắm, tốt giống. Tôi cho cậu ấy hai hộp sữa, còn thêm 500 ngàn để bồi dưỡng nữa đấy. Ông hơi bị tồi thân, đời ông nhảy bao nhiêu lần mà cấm thấy bà pha cho cốc sữa, chứ chưa nói được cho tiền bao giờ. Ông mát mẻ rằng, coi chừng bà quý con chó được giống hơn là tôi đấy bà. Bà lườm ông một cái, thấy mặt ông dài đuỗn ra, bà đấu dịu. Thế để tối tôi pha sữa cho ông. Người già nói chắc như đinh đóng cột. Chiều bà nấu cơm ăn sớm tắm rửa, mặc chiếc váy mỏng, sức chút nước hoa, lên giường lướt vây. Bà pha cốc sữa cho thêm đường, để trên mặt táp đờ lui. chờ ông vào. Khổ cho mấy ông già, không phải lúc nào thích lên là lên được đâu. Đời người có chuyện tếu rằng, cái pháo của đàn ông chia làm ba thời kỳ. Lúc còn trẻ, nó có tai. Cứ nghe thấy gái là nó dựng ngược lên rồi. Trung niên nó có mắt. Phải nhìn thấy gái, nó mới dậy được. Về già, nó có cái mũi. Phải ngửi thấy, nó mới lồm cồm gượng dậy được. Mà hôm nay làm sao ấy? Ông cứ lẩy bẩy như cao biển dậy non. Người mãi mà không làm nên trò trống gì. Bà toát hết cả mồ hôi ngồi bật dậy bảo. Sức khỏe ông bây giờ kém quá rồi. Sữa đây, ông uống tạm đi, cho lại sức. <laughs> Khoe quà, thằng Chí vừa đặt đít vào ghế đã oang oang. Tối hôm qua, bà Trang nhà tôi phải ôm dễ đến bảy tám chục bó hoa chúc mừng ngày 20 tháng 10, vứt ra xe rác đấy bà ấy nẫn những phong bì gắn và bó hoa tống vào két không thấy ngồi đếm mấy cô gái cùng phòng làm việc suýt xoa ngỡ mộ hắn càng được thể năm nay còn ít đấy chờ có năm bà ấy còn bắt mấy cô ở chợ lao công đầu phố vào dọn hoa và lau dọn nhà cơ mà tôi ngồi ở bàn góc phòng nghe thằng chí ba hoa thấy hơi bị tủi chả là hồi ấy tôi lấy vợ ở quê rồi đi thoát ly, tích cóp mãi. Đến khi sắp về hưu mới mua được căn nhà cấp 4 ở Hà Nội. Sau đó đưa vợ và các con ở quê lên. Cũng có người chê vợ tôi là cọc cạch quê mùa. Tôi bằng lòng với mình, tự an ủi. Vợ xấu, vợ đẹp thì cũng vậy thôi. Miễn có tấp đất mà cắm rồi là được. Các cô có biết không? Bà Trang nhà tớ không biết có duyên như thế nào. Thủ trường nào cũng quý, ai gặp cũng cho quà. Tớ nói thật đấy, cơ ngơi nhà cửa xe cộ của tớ cũng từ bãi mà ra. Không tin, cứ hỏi bá là biết. Cô Hoa kế toán lên tiếng, em thấy chị đẹp có duyên nên nhiều người quý là đương nhiên thôi anh. Thằng Tùng cùng phòng vốn ghét thằng Chí từ lâu rồi, thấy ngứa tài quá nó thủng thẳng nói. Sao? Tao nghe có thằng cùng cơ quan ở vợ mày nó bảo là con ấy nhìn cái mặt thì được. Còn bím của nó thì xấu nhất quả đất Sếp nào cũng háo hức Nhưng khi gặp được một lần thì lỉnh hết ngay Thằng Chí dính vào ghế cả tiếng đồng hồ Không nói năng được câu gì Ở đời đừng vội khoe điều hạnh phúc của mình Trước những người ít hạnh phúc hơn mình Em ơi, sắp đến 20 tháng 10 rồi Em thích gì? Anh tặng cho em Anh tin rằng chỉ có em mới đẹp nhất trần gian này nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé <laughs> chuyện ở quán cà phê tại sao sau khi làm tình có người thấy chán nhau có người thì lại không làm tình với anh nhé rồi anh trả lời cho nhưng nhưng làm tình rồi anh chán em thì sao nếu điều đó là bắt buộc thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi mà. Chỉ bằng biết kết quả luôn để lỡ sai thì chọn lại đỡ mất thời gian. Tự dưng em đứng phát dậy, thu dọn đồ đạc trên bàn, bỏ vào túi sách như thể người đang muốn đi đâu đó. Hóa ra là em đi thật, trước lúc đi người chỉ ngoái lại chưa đầy 3 giây. Em về đây, chắc em chọn sai người rồi bật cười trước hoàn cảnh. Hiện tại tôi kêu thêm một ly, châm một điếu thuốc để hút, đỉnh bùng ngồi nghe nhạc tí cho đỡ chán rồi về. Chào anh, em ở bàn bên cạnh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chia buồn với anh, một ly được không? Tất nhiên rồi, em có thể qua bên đây ngồi luôn nếu em muốn. Thấy anh chẳng so đo mà thẳng thán phết nên em cũng sổ luôn. Thế anh đang tìm bạn tình à? Ừ đúng rồi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì em kéo tôi lại hôn tôi, nụ hôn nhẹ thôi, không dùng lưỡi, nhưng đủ kích thích và tò mò. Chắc ông trời thấy hoàn cảnh của tôi đáng thương nên gửi ngay cho tôi một người đẹp khác. Sự đãi ngộ này sao mà đúng lúc quá mức, tạ ơn ông trời. Làm gì mà lâu thế, lại đây nhanh lên, em cởi đồ rồi đây này đợi anh chút đá anh say quá anh cô đơn đã bao lâu rồi anh á lần cuối yêu chắc hai ba năm gì rồi ấy nằm trong vòng tay em tâm sự được em vuốt ve làm tôi thấy thật yên bình tôi có cảm giác như mình đã gặp đúng người đơn giản lắm người con gái luôn lắng nghe tất cả những câu chuyện những vấn đề của bạn từng câu từng chữ bạn nói ra em buồn ngủ chưa em chưa gần đây em hay bị khó ngủ anh làm em dễ ngủ hơn có được không là làm em lên đỉnh ấy hả vâng em đẻ lên tôi người từ từ cởi áo rồi tới quần người như đang muốn ăn thịt tôi vậy cả hai lao vào nhau may là người đẹp nên chắc cũng nhẹ cảm giác cũng dễ chịu lắm này cháu ơi quán người ta kinh doanh làm gì mà cởi quần cởi áo ở đây thế này? Về nhà với mẹ với cha đi cháu ơi. Nãy tôi thấy thằng này nó hút cái gì, từ lúc hút xong nó chảy hết dãi cả ra, xong từ từ đổ gục xuống, hóa ra là chẳng có em nào cả. Điếu thuốc ban nãy là điếu cỏ Mỹ, tôi lỡ cầm nhầm bao thuốc của thằng bạn, mà túy nó hại lắm, đừng thử, thử dùng dù chỉ một lần nhé. Có một chỉ bị mồ chữa hoang bị làng phạt vạ, phó lý vào nhà tra khảo thủ phạm. "Thế mày đã ăn nằm với thằng nào, khai ra mau lên." Chỉ mồ lắng tai chăm chú nghe rồi trả lời, "Dạ, thầy nói lại em xem thử ạ." Giọng nói của thầy hôm nay tuy hơi to hơn nhưng cũng giống như của cái anh hôm phỉnh em đó ạ. À? Phó lý giật mình, lặng lẽ ra về báo với lý trưởng rằng Chị ta cứng cổ không chịu khai. Lý trưởng tức quá, bèn vội đến và ra oai. Thế nằm với thằng nào, thì khai ra mau đi. Dạ, nhờ ông nói lại cho. Giọng của anh đến phỉnh em cũng giống giọng nói của ông đó ạ. À? Lý trưởng sợ vả lây nên đành im lặng rút lui. bước tâm thư của người chồng có vợ vừa đậu bằng lái xe. Vợ tôi đã thi đỗ và chuẩn bị được cấp bằng lái xe ô tô hạng B2. Dù đây là kết quả sau 3 năm kiên trì chăm chỉ, nỗ lực học tập với 8 lần thi lại lý thuyết và 12 lần thi lại thực hành, thì với tôi đây vẫn là một cú sốc quá lớn. Sốc đến nỗi, dù ngày mai danh ca nhạc buồn Trường Vũ phát hành album nhạc thiếu nhi mang tên yêu người trung vách hoặc thành phố tuyên quang chính thức được chính phủ đầu tư khởi công xây dựng thành thủ đô cũng không sốc bằng cái tin này tôi không biết ông thầy sát hạch nào đã bất cần mà cấp bằng lái xe cho vợ tôi nhưng tôi nghĩ là ông ấy đã nợ tất cả những người tham gia giao thông đường bộ thậm chí là cả đường thủy nơi mà vợ tôi sắp lái xe đi qua, một lời xin lỗi quá lớn bởi ông ta đã vô tình làm tăng mức độ rủi ro cho những người tham gia giao thông mà họ có thể gặp phải khi đi cùng đường với vợ tôi lái xe. Vừa lấy bằng về tới nhà, vợ tôi dán thẳng cái bằng lái của cô ấy vào giữa mặt tôi và chìa tay yêu cầu tôi giao chìa khóa xe cho cô ấy để cô ấy tự lái xe về quê thăm mẹ. Tôi hốt hoảng, tay run run nhong nhóc, móc chìa khóa đưa cho cô ấy mà trong lòng ngập tràn nỗi lo sợ, xen lẫn đau đớn, xót xa vô cùng khó tả, rất giống với tâm trạng lúc cử hành hôn lễ trong nhà thờ khi trao nhẫn cưới và nghe cha đạo tuyên bố rằng từ nay con sẽ phải sống chung với người phụ nữ này đến hết cuộc đời dù có trải qua bao nhiêu đắng cay khổ nhục thì con cũng phải chấp nhận nhìn chiếc xe mà tôi hết mực cưng chiều yêu thương nâng niu gìn giữ đang bị vợ tôi bạo hành mà tim tôi quản đau hơn bị thiến chiếc xe hệt như con ngựa trung thành không ưa chủ mới nó bất mãn gầm rú và rung lên bần bật một lúc rồi mới chịu lẳng hoàng lao đi vừa đi được một lúc thì vợ tôi gọi điện về anh ơi nếu cái thằng đằng trước nó nhấp nháy cái đèn bên trái nghĩa là nó sắp sửa rẽ sang bên trái và mình phải tránh sang bên phải đúng không anh đúng rồi cưng ơi ít phút sau vợ tôi lại gọi điện về nói anh ơi nếu cái thằng đằng trước nó nhấp nháy cái đèn bên phải tức là nó sắp sửa rẽ sang bên phải mình phải tránh sang bên trái đúng không anh ừ đúng rồi em chưa kịp đặt máy xuống thì chuông điện thoại lại reo lên vẫn là vợ tôi anh ơi cái thằng đằng trước nó vừa nhấp nháy đèn bên trái lại vừa nhấp nháy đèn bên phải thì nghĩa là sao hả anh à nghĩa là xe của nó gặp sự cố bất ngờ đang dừng đỗ khẩn cấp hoặc nó báo là nó sẽ đi thẳng chứ không rẽ về bên nào cả vậy hả thế mà em nghĩ mãi không ra chả biết tránh bên nào vậy em xử lý ra sao dạ vì em không biết tránh bên nào nên em tông thẳng vào đít nó rồi được một lát vợ tôi lại gọi anh ơi anh ơi cảnh sát giao thông cầm gậy bằng tay phải chỉ về hướng bên phải thì có nghĩa là mình được rẽ về bên phải đúng không anh à còn tùy đó là ngã ba hay ngã tư nữa có vòng xuyến hay không có vòng hay không có vòng xuyến em nhé dạ không phải ngã ba hay ngã tư gì cả mà là đang trên đường thẳng tự nhiên có anh cảnh sát giao thông cầm tay cầm gậy miệng thổi còi lao ra chặn đầu xe của em và chỉ tay về bên phải anh à vậy là em phạm lỗi tốc độ hoặc đi sai làn rồi vượt đèn đỏ hoặc đè vạch rồi đấy vậy hả à? thế mà em cứ tưởng anh ấy bảo em rẽ sang bên phải thế là em lượn sang phải rồi phóng qua luôn thế rồi sao nữa em em thấy anh cảnh sát uh, giao thông lao theo tay bám vào gương rồi anh ấy trườn lên nắp cabo đập tay vào kính rồi thổi còi inh ỏi ạ à. thế rồi thế nào dạ em tưởng anh ấy xin đi nhờ nên em phanh gấp lại nhưng chẳng thấy anh ấy đâu nữa nên em nghĩ anh ấy không cần đi nhờ xe nữa và lại em lại phóng đi luôn rồi anh à ơn rồi Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe vợ gọi điện về nói là đã về tới quê an toàn. Nhưng thấy giọng vợ tôi có vẻ buồn lắm. Anh ơi, xe mình bị chọc rồi. Em gạt cái que để bật đèn xi nhan thì cái gạt mưa nó lại hoạt động. Em gạt cái que để bật gạt mưa thì cái đèn xi nhan nó lại sáng à. Em à, người nào chập thì anh không biết nhưng xe nhà mình chắc chắn không thể chậm được đâu cái que mà em nói là em bật xi si nhan đó là cái que để bật gạt mưa còn cái que mà em nói để bật gạt mưa đó là cái que để bật xi si nhan em nhá em hiểu chưa dạ vâng em hiểu rồi ạ à. chiều tối hôm đó vợ tôi mới lái xe từ dưới quê lên tới nơi tôi định chạy ra chợ mua thức ăn về nấu cơm thì vợ tôi nói không cần đâu anh ơi có thức ăn rồi đấy. Nói rồi vợ tôi mở cốp xe lôi ra năm con gà, ba con vịt và hai con chó. Tất cả bọn chúng đều đã qua đời. Mồm há hốc và mắt trợn ngược chứng tỏ bọn chúng đã phải chết một cách đầy oan ức và tức tuổi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì vợ tôi đã thanh minh. Là do bọn chúng sang đường không chịu quan sát nên đã lao vào em và cái kết như thế này đấy. À, hóa ra đây là những nạn nhân à mà nhầm, là những nạn động vật đã vô tình chết dưới vô lăng của vợ tôi trên con đường dài 12 km từ dưới quê lên do vợ tôi lái xe. Tất nhiên là nhà tôi không thể xơi hết số tử thi đó nên tôi đành phải gọi mấy ông bạn nhậu quanh khu phố tới khuân bớt đi giúp cho. Từ đó, mỗi khi vợ tôi lái xe từ quê lên ông bản nhậu đã tụ tập sẵn ở cửa nhà tôi đợi vợ tôi về để xin gà xin vịt, xin chó ông nào cũng một vẻ sốt ruột ra ra vào vào mong như mong mẹ về từ chợ rồi khi vợ tôi về tới nơi cốp xe được mở ra các ông lao tới tao nhận con chó vàng con gà trọi là của tao tao lấy con vịt làm cho không khí cửa nhà tôi náo nhiệt rộn ràng ngập tràn tiếng chửi bới hệt như mấy ông xe ôm ở bến tranh nhau khách mỗi khi có xe khách về đến bến xe vậy nhưng cũng chỉ được vài tuần bởi lẽ số lượng vịt gà chó mèo vợ tôi mang về càng ngày càng ít đi và lần gần đây nhất khi vợ tôi ở quê lên mở cốp xe ra chỉ có mỗi một con vịt nằm còng queo mấy ông bạn nhậu kia buồn lắm và thì thầm với nhau rằng có lẽ trình độ lái xe của vợ tôi càng ngày càng điêu luyện hơn rồi nên không cán chết chó gà vịt nhiều như trước nữa. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác, cũng giống như tôm cá ngoài biển khơi. Nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng đánh bắt mãi cũng tới ngày cạn kiệt. Chó mèo trên đoạn đường về quê vợ tôi cũng vậy, nhiều thế đấy, nhưng, nhưng đâm chết nhiều thì cũng đến ngày vắng bóng chứ tôi chợt nhớ cái khẩu hiệu giao thông vẫn được in trên những tấm biển báo quảng cáo lớn ở ngoài đường an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người quả đúng là vậy là trách nhiệm của tất cả mọi người chứ không phải của riêng vợ tôi cho nên cô ấy thích thì cô ấy đâm thôi có một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Jerusalem. Vừa mới tới nơi, chẳng may bà vợ đột ngột qua đời. Ông chồng liên hệ dịch vụ mai táng, bên mai táng báo giá. Nếu ông muốn đưa bà nhà về quê thì phải tốn 5.000 đô la. Còn mai táng bà ở đây, ngay tại vùng đất thánh này thì chỉ tốn có 200 đô la thôi. Ông chồng suy nghĩ một lát rồi quyết định rằng muốn đưa thi hài bà về quê dịch vụ rất ngạc nhiên. Tại sao ông phải chi tới 5.000 đô la? Trong khi để bà nhà an nghỉ nơi thánh địa này, chỉ tốn có 200 đô la thôi. Ông chồng đáp, nghe nói cách đây hơn 2.000 năm, ở nơi Jerusalem thánh địa này, có một người đã chết, được chôn cất rất cẩn thận, nhưng ba ngày sau, bỗng dưng sống lại. Tôi thật sự không muốn gặp trường hợp rủi ro như thế lần nữa. sống thử mình và bạn trai quen nhau gần một năm bạn có đề cập đến việc về sống thử với mục đích là sống cùng nhau thì mới nhận ra được là có hòa hợp và tiếp tục mối quan hệ này được hay không mình rất không đồng ý với việc sống thử vì theo quan điểm của mình không có gì là thử cả vì khi đã quyết định sống cùng nhau mọi thứ đều là thật mà hơn nữa việc này sẽ dẫn tới nhiều vấn đề nhưng trên hết là giá trị của người nữ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Khi bạn trai đề cập, mình tỏ vẻ không đồng ý, cá nhân mình vẫn muốn phát triển đến mức độ nào đó. Đủ chứng chạc và trưởng thành thì tiến tới hôn nhân. Hiện tại, cả hai mới chỉ ra trường đi làm. Bất đồng về quan điểm này thì nên xử trí thế nào các bác nhỉ? Chuyện vui, tu hú. Cơ quan đang có yêu cầu tuyển một nhân viên tạp vụ, vệ sinh phòng làm việc của ban giám đốc, lau bàn ghế rửa ấm chén pha trà. Giám đốc Quang đọc tờ trình của phòng nhân sự Lý Lịch Trích Nga, Hà Thị Yên, sinh năm 1992, quê Hà Quảng Cao Bằng, văn hóa 12 trên 12, người nùng, chồng mất, hai con trai, đang ở với ông bà nội, sức khỏe tốt, Ông phê vào tờ trình chữ Duyệt Ký nháy ngày tháng năm Cô Thoa trưởng phòng nhân sự nhẹ nhẹ gõ cửa phòng giám đốc Mời vào Hai phụ nữ bước vào phòng Giám đốc Quang đứng bật dậy khỏi bàn làm việc Ông khoan thai bước lại bộ salon tiếp khách Ông liếc nhanh về phía người phụ nữ ngồi đối diện Nhân viên mới của công ty Cô có vẻ đẹp thánh thiện của vùng sơn cước Nước da trắng hồng Mái tóc đen dài, đôi mắt đẹp hút hồn, thân hình chắc lặn, sau vài câu xã giao, ông bảo Hà Yên là tên của cô gái. Về phòng nhân sự giao việc, Hà Yên chỉn chu với mọi công việc được giao, tính tình điềm đạm ít nói, làm nhiều, biết hoàn cảnh của cô, cả công ty ai cũng thương cảm và quý mến cả. Giám đốc Quang luôn tránh mặt không nhìn thẳng vào Hà Yên khi gặp cô ở công ty. Bởi cái nhìn đầu tiên hôm Hà Yên đến nhận việc đã làm con tim ông loạn nhịp. Ông nhớ hôm ấy là 25 tháng chạp. Giữa trưa, Hà Yên gõ cửa phòng ông, đưa đơn xin về quê nghỉ Tết. Ông đọc lướt tờ đơn, rút bút ở ngược ra phê, đồng ý chuyển phòng nhân sự ông đưa tờ đơn cho hà yên ông vô tình chạm tay vào cô hà yên nhìn thẳng vào mắt ông ánh mắt âu yếm và tin cậy ông đứng dậy dắt tay hà yên vào phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc ông khẽ bước ra chốt cửa lại tin hà yên viết đơn xin nghỉ việc gửi cho phòng nhân sự cũng là bình thường lương tạp vụ vài triệu đồng chắc không đủ chi tiêu nên cô ấy xin nghỉ riêng giám đốc quang chỉ thấy có điều gì đó không bình thường sau khi nghỉ tết ông điện thoại cho hà yên hỏi sao tự ý bỏ việc ông nhận được câu trả lời em dính bầu anh à rồi nhân một chuyến đi công tác ở cao bằng giám đốc quang hẹn hà yên trong một quán cà phê kín đáo ở thành phố em mang bầu đến tháng thứ mấy rồi dạ tháng thứ năm anh ạ à. thai nam khỏe lắm anh anh muốn biết tác giả của tác phẩm ấy là ai Sao anh lại hỏi vậy? Anh quên buổi trưa ngày 25 Tết rồi à? Nhưng ngày hôm đó anh đổ bờ. Làm sao mà có thai được chứ? Ôi giám đốc ngây thơ thế. Cứ xuất ra ngoài là hoàn toàn tránh thai được hay sao? Nếu mà biện pháp ấy an toàn tuyệt đối thì thế giới người ta sản xuất bao cao su thuốc tránh thai để làm gì chứ? Có lẽ giống anh tốt nên hạt thóc rơi vãi mà đã mọc liền anh à? Giám đốc quang ngẩn người, hơi nhíu mày, suy nghĩ. Ông vỗ vai Hà Yên, em yên tâm đi. Dù hoàn cảnh nào, thì cái thai cũng không có lỗi gì đâu. Anh luôn có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Đưa anh mượn chứng minh nhân dân, anh mở cho em tài khoản Agribank. Hàng tháng anh chuyển tiền cho em mang thẻ ra cây ATM mà rút tiền bồi dưỡng. Hà Yên cảm động đến mức ứa nước mắt. Cô cúi xuống, lục túi sách lấy chứng minh nhân dân đưa cho giám đốc, giấu một nụ cười danh mãnh. Hà Yên mẹ tròn con vuông, thấm thoát đã qua 4 năm. Nhiều lúc Hà Yên nêu lý do con ốm đau đi bệnh viện. Giám đốc Quang tính hào sảng, không toàn tính gì. Thấy vợ và con riêng khó khăn. Chuyển tiền ngay tắp lợ, Có một đêm đã gần 11 giờ. Một một cuộc gọi video cho Hà Yên, ông muốn nhìn thấy đứa con trai mình đang ngủ. Ông giật mình, thấy người nghe máy là một gương mặt đàn ông. Tuổi chừng 50, nhìn thẳng vào ông với thái độ tức giận, ông vội tắt máy. Chờ vài ngày sau, ông lại gọi cho Hà Yên kể lại câu chuyện trên. Hà Yên bảo là con trai của chồng cũ đến chơi. Đêm ngủ với mẹ đấy. Giám đốc biết chắc chắn đó là lời nói dối. Vài ngày sau, ông đóng vai một cựu quân nhân. Trước đóng quân ở bản của Hà Yên, hỏi dò bà con cạnh nhà của Hà Yên được biết cô đã lấy chồng, làm nghề mổ châu bò trước Tết năm 2019 có một cháu trai hơn 4 tuổi. Bác có muốn đến thăm không? Em dẫn đường cho. Trời, thì ra là vậy sao? Gừng càng già càng cay. Sáng thứ bảy, một người đàn ông lớn tuổi khoác tay một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức. Anh nhân viên bán hàng trông thấy liền ra mời chào niềm nợ. Dạ, bố đi mua quà tặng con gái đấy ạ. À? Người đàn ông đưa mắt lườm anh nhân viên gắt khẽ. Không phải con gái, mà là bạn gái. Tôi muốn mua tặng cho nàng một chiếc nhẫn thật đặc biệt. Anh nhân viên bán hàng hơi bị bất ngờ. Vội lấy chiếc nhẫn chỉ giá 20 triệu đưa cho hai người khách. Người đàn ông xem qua lắc đầu bảo: "Tôi đã nói là một chiếc nhẫn thật đặc biệt cơ mà, anh hãy cho chúng tôi xem chiếc nào đắt nhất trong cửa hàng này nhé." Người bán hàng đưa ra chiếc nhẫn có đính viên kim cương lớn, chỉ giá 200 triệu. Người đàn ông xem xong gật gù ra vẻ hài lòng, còn cô gái thì tất nhiên là run lên bần bật với món quà này. Anh nhân viên hỏi: "Thế, ông định thanh toán bằng tiền mặt hay bằng sách ạ?" À? Người đàn ông lớn tiếng đáp. Tôi không mang tiền mặt trong người, nguy hiểm lắm, tôi sẽ trả bằng xét chuyển khoản. Thấy anh nhân viên bán hàng có vẻ lưỡng lự, ông ta nói tiếp. Chắc anh nghĩ không biết trong tài khoản của tôi có tiền hay không chứ gì. Đây là số tài khoản của tôi. Sáng thứ hai, anh có thể đến ngân hàng để xác minh. Vậy anh hãy giữ chiếc nhẫn lại. Đến chiều thứ hai chúng tôi sẽ ghé qua lấy cũng được nhé người bán hàng gật đầu tôi đồng ý và sẽ giữ chiếc nhẫn này cho ông đến sáng thứ hai nhân viên đến ngân hàng kiểm tra thì thấy tài khoản của ông già đó không có một xu nào anh ta bực quá bèn gọi đến số máy của người đàn ông nọ để chất vấn nghe điện ông ta cười điềm tĩnh trả lời tất nhiên là tôi biết không còn đồng nào trong tài khoản nữa rồi nên mới phải đến nhờ cửa hàng trang sức của anh nhưng anh bạn trẻ có thể tưởng tượng được là tôi đã có một kỳ nghỉ cuối tuần rất tuyệt vời với cô bạn gái như thế nào rồi chứ thấy ông già đáp lời như vậy anh nhân viên bán hàng khâm phục cứ luôn miệng tấm tắc ôi đúng là gừng càng già càng cay <laughs> một quá phổ than thở với bạn bây giờ chồng tôi đã mất Tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ đi theo anh ấy thôi. Tôi xin chị mà. Chị hãy để cho anh ấy được thanh thản thêm một thời gian nữa đi. <laughs> Có một đôi tình nhân ngồi tâm sự. Anh ơi, em nhức đầu quá. Chàng trai hôn vào chán nàng. Rồi sau đó nàng bảo, hết đau đầu rồi anh. Anh ơi, em tức ngực quá chàng trai hôn vào ngực nàng rồi sau đó nàng bảo "Hết đau đầu rồi anh." Cụ già ngồi gần đó thấy vậy nói, "Cậu quá là thần y, vậy cậu có trị được bệnh trí không vậy?" <laughs> Một tỷ phú 60 tuổi mang theo cô vợ 25 tuổi đến dự tiệc cùng đám bạn, ai cũng trầm trồ khen cô vợ trẻ đẹp. Một người bạn không giấu được tò mò mới ghé tai hỏi nhỏ. Ông làm cách nào mà lấy được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp lại vừa bốc lửa như thế? Ông tỷ phú chậm rãi đáp. Tôi nói dối cô ấy về tuổi của tôi đấy. Thế chắc ông nói là ông mới 45 tuổi hả? Ôi không, tôi nói là tôi 85. Không điên mới lạ có một cô phóng viên tập sự phỏng vấn một bác nông dân làm việc tại trang trại nuôi bò sữa xin bác cho biết vì sao dạo này lại có nhiều bò điên thế ạ à? để tôi thông tin về quy trình nuôi bò cho cô nghe nhé mỗi ngày bò được đưa ra vắt sữa từ sáng sớm và mỗi năm bò được thụ tinh một lần để sinh bê con chuyện này thì có liên quan gì đến bệnh bò điên không ạ à? sao lại không cô cứ tưởng tượng nhé người ta bóp véo của cô mỗi sáng nhưng lại mỗi năm mới cho cô gặp bạn trai một lần mà cô không điên mới lạ. Chấp nó làm gì? Phát hiện ra chồng có bồ, vợ ở nổi cơn tam bành. Chồng cố xoa dịu máu hoạn thư của vợ bằng cách so sánh vợ và cô bồ. Em thấy không? Cái gì em cũng hơn nó. Thế này nhá, nhà to này, em ở với anh suốt đời. Nó ở với anh trong cái phòng khách sạn bé xíu chừng 15 mét vuông thôi. Chứ mấy đâu mà anh cũng chỉ ở đó khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Em chấp nó làm gì chứ. Còn tiền lương của anh, anh cũng đưa hết cho em còn gì. Nó chỉ được có vài vé. Em chấp nó làm gì. Quần áo thì em có hàng trăm bộ. Còn nó thì nghèo lắm. Nó chỉ có mảnh vải che thân. Hở trên hở dưới. Em chấp nó làm cái gì. Còn về nhan sắc à, nó phải gọi em bằng cụ, chấp nó để làm gì chứ? Em thấy chưa? Nó không có cái gì hơn được em, nên em phải tỏ thái độ không thèm chấp nó cho nó sợ em nhé. Vì sao lại chết? Có một quý bà gọi điện thoại cho bạn gái của mình để báo một tin mừng báo cho bạn một tin mừng là mình vừa kết hôn và đây là chồng thứ tư của mình đấy. Ôi thế thì tuyệt vời quá, chúc mừng bạn vừa nên duyên mới nhé. Nếu bạn không thấy ngại thì kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của bạn. À, anh ấy chết vì ăn phải nấm độc bạn à. Ôi thật là một bi kịch. Thế còn chàng thứ hai? Anh ấy cũng ăn phải nấm độc và chết. Eo ơi, Thế thì kinh khủng quá, mình thấy rất sợ khi hỏi bạn về người chồng thứ ba của bạn. Anh ta chết vì bị gãy cổ. Ôi gãy cổ ư? Ừ, vì anh ta không chịu ăn nấm. Hiếm có. Sau buổi lễ, cha xứ hỏi đám con chiên là đà đàn ông đang ngồi trên ghế. Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình thì đứng lên nào tất cả đều đứng dậy duy nhất có một con chiên vẫn ngồi ghế cha sứ tiến về phía con chiên và ân cần nói chúa dạy vợ chồng hãy thương yêu nhau và luôn làm cho nhau hài lòng trong mọi hoàn cảnh con là người chồng tuyệt vời và đã làm ta thực sự khâm phục con thật là đáng khen nhưng một lúc cha lại nói tiếp nhưng tiếc rằng có lẽ con là người chồng duy nhất và hiếm có còn lại ta gặp trong số những đôi vợ chồng trên thế gian này thậm chí còn là người đầu tiên trong đời ta gặp đấy dạ không dám ạ à, thưa cha con chiên ngoan đạo đang ngồi bật khóc nói con thật sự không dám nhận lời khen của cha và không dám thất lễ với các đức ông chồng đang đứng ở đây tối hôm qua không hiểu vì lý do gì vợ con đánh con què cả chân nên bây giờ con không thể đứng dậy được à? cả. <laughs> Khổ vì tên Số là tôi có một cô bạn gái gốc Bắc Chín Nút. Cô ta được cha mẹ đặt cho một cái tên cúng cơm rất đẹp là Đái Thị Sinh Sinh. Bên nội của cô ta chính là họ hàng của nhà thơ Đái Đức Tuấn. Ấy thế mà cô ta có được yên thân với lũ bạn quỷ học cùng lớp đâu. Cô ta rất đau khổ vì cái tên đái thị sinh sinh của mình trong suốt những năm tiểu học. Ngày nào cũng bị các bạn đem cái tên của cô ra trêu cợt để làm trò đùa như là con đái này con đái nọ. Đái mà sinh cái gì? Con nhỏ này khai quá. Vân vân. Bắn đi một thời gian. Sau năm 1975, Đám nhóc tỷ tuổi tôi năm xưa tình cờ gặp lại nhau tại Cali vào một ngày cuối tuần. Trong số này cũng có mặt vợ chồng cô bạn học cũ. Họ đái xinh xinh năm nào. Hôm gặp nhau, bạn bè ai cũng vui vẻ dành nhau nhắc lại chuyện cũ và đương nhiên phải có câu chuyện cô bạn họ đái xinh xinh năm xưa. Thật là lại trời không khỏi nắng. Cô ta vừa cười, vừa thở vừa than rằng Cái số của sinh nó không sinh chút nào Các bạn có biết không Sau khi được chồng bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ Sau đó mình thi đậu vào quốc tịch Họ cho mình được đổi tên Mình tính không đổi Nhưng tên của mình người Mỹ họ phát âm nghe không rõ Nên mình quyết định thay tên sinh sinh thành một tên Mỹ Tên Cindy và từ đó mình bắt đầu có cái tên mới là xin đi đái có một lần ngồi chờ nhận vali bị lạc tại phi trường họ kêu tên mình mãi mà mình nào có biết chi đâu có ai xin đi đái không có ai xin đi đái không thật là quỷ tha ma bắt cho mình ở cái xứ đã khổ vì cái tên họ đái cho đến nửa thế kỷ sau ra nước ngoài ngỡ rằng sau khi đổi tên sẽ được yên thân. Ai dè lại phải gặp thêm cái nạn họ tên lần nữa. Xin đi đái, xin đi đái người mỹ gốc mít. <laughs> Có một đôi tình nhân đang gọi tâm sự. Anh ơi, em nhức đầu quá đi. Chàng trai liền hôn vào trán của nàng, rồi sau đó nàng bảo ôi em hết đau đầu rồi anh à một lúc sau cô nàng lại tiếp anh ơi em tức ngực quá rồi chàng trai lại hôn vào ngực của nàng sau đó nàng lại bảo em hết đau đầu rồi anh à có một cụ già ngồi gần đó thấy vậy mới bảo này cậu quả là thần y vậy cậu có trị được bệnh trĩ không vậy